Chào người nhá. Thì hiện tại mình vừa xử lý xong cứu sống của sản phẩm vàng số M5 Pro. Cái bản này sẽ có size, nó sẽ chiếu sâu, sẽ sâu hơn những dòng vàng khác. Đây, M5 Pro này, về cái mặt trước nhá. Thì đối với cái sản phẩm này thì chạy với phiên bản phần mềm là V3.0.1, bản cao nhất của M5. Và sản phẩm này mình có hỗ trợ cho một anh trai ở trong Bình Dương nhá, thì anh có thể vào tham khảo cái video clip này. Thì trong những sản phẩm anh gửi ra thì có 3 sản phẩm, mà trong đó có sản phẩm M5 Pro này. Đó, thì hiện tại đã xử lý xong. Giảm FPS đến hàng ngày. Chắc chắn là đang test trên sản phẩm này nhá. Tăng FPS lên. Cho được một đoạn nhạc chạy này. Đó, vì để tránh vấn đề bản quyền mình chỉ chạy một đoạn nhạc thôi. Thì cái bệnh mất tiếng là trong những cái bệnh đặc trưng của tất cả những cái dòng vàng số trên thị trường hiện nay. Đó, bệnh mất tiếng là bệnh đặc trưng mọi người nhá. Thì đối với cái trường hợp mất tiếng nó có rất là nhiều nguyên nhân. Lỗ phần mềm cũng bị mất tiếng mà lỗ phần cứng cũng bị mất tiếng. Đó nên là cái này thì những ai mà chúng ta nôm na là làm tốt về kỹ thuật chúng ta kiểm tra thì sẽ đều ra cả thôi. Đó thì mọi thông tin chi tiết về sửa các cái lỗi trên những cái dòng vàng số đời cao trên thị trường hiện nay, đó thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo số máy 0868 59964 để gặp trực tiếp kỹ thuật để trao đổi và tư vấn mọi người nhé. Đó thì mọi người những ai mà chưa bấm đăng ký kênh, nếu có xem được video clip này thì đừng quên bấm đăng ký kênh và kích vào nút biểu tượng hình quả chuông thông báo ở góc phải phía dưới video của màn hình để thường xuyên theo dõi và cập nhật những video clip mới nhất mà kênh có đăng tải và cập nhật lên hàng ngày mọi người nha. Và ngoài ra thì mọi người có thể tham khảo thêm những video bên mình đã đăng tải về giới thiệu sửa các cái dòng sản phẩm khác. Ở trên kênh đã có rất là nhiều video rồi. Thì hiện nay bên mình đang làm về 3 kênh YouTube. Đó thì có trong đó có 2 kênh về giới thiệu về kỹ thuật sửa chữa các cái dòng vàng số đời cao và một kênh là giới thiệu về những cái dòng vàng, phân tích về một số những cái dòng vàng là nên mua hay không nên mua về cấu tạo chức năng ấy. Thì 2 kênh chính là 2 kênh về sửa chữa. Đó thì rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. Đó, một kênh là sửa âm thanh chuyên nghiệp và một kênh là audio chế tạo âm thanh số. Đó. Kênh audio 98 hình số là kênh chính của mình nhé. Hiện nay đã đạt mốc khoảng gần 4k người đăng ký rồi. Còn kênh sửa âm thanh chuyên nghiệp thì cũng mới lập. Đó, những cái dòng vàng đời cao thế hệ sau này thì thiết kế bên vì chúng ta nhìn nó rất là chuyên nghiệp, gọn gàng, ngăn nắp, bố trí linh kiện nhìn rất là khoa học. Đó, phần nguồn này. Đó thì mọi người xem video cảm thấy hữu ích thì đừng quên cho mình xin một like video cũng như là một lượt bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video.